cô chú anh chị, quý nhà đầu tư và các bạn đồng nghiệp đã quay lại với kênh Đỗ Thanh Nhà Đất Bình Phước bên em nha. Hiện tại Thanh đang ở đây là ở ngay phía sau của một mảnh đất nhà vườn cây ăn trái nằm tại ấp 10 Mẫu, xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Thanh quay và giới thiệu cho cả nhà mình cùng tham khảo. Thì trước khi Thanh giới thiệu là cả nhà cũng quan sát được là Thanh đang quay ở phía sau này là cô có trồng toàn bộ một vườn trái cây sẽ có sầu riêng, xoài, bưởi và những cây ăn trái khác như dừa, chôm chôm cho cả nhà mình cùng tham khảo. Thì với một lô đất đã được quy hoạch hết như là cô trồng trái cây và làm bét ống tự động hết toàn bộ như Thanh đang quay ở đây. Đó mà cô bán với cái giá chỉ có 400 triệu hết toàn bộ một mảnh đất nhà vườn Thanh đang quay đây nha quý cô chú anh chị mình. Đó thì bây giờ là Thanh sẽ di chuyển toàn bộ cái vườn đây cho cả nhà mình cùng xem với em trước đi nha. Đây, hiện tại cô trồng ở đây tổng của mình thì sẽ được là Thanh xem là khoảng là hơn 20 gốc sầu riêng. Và sầu riêng của mình ở đây là sầu riêng Thái nha cả nhà mình. Đó và ở hai bên hông đây đó thì cô có trồng toàn bộ là sả và xoài cũng như là cây chuối là cả nhà mình sẽ quan sát được. Đặc biệt là với một nhà vườn trái cây mà cô có lắp bét như thế này đó là cả nhà mình thấy không, mình chỉ cần là bật vòi lên thôi là sẽ tưới nước được cho mình rồi. Vì cô ở đây là cô ở có một mình nên là cô muốn bán là cô về ở với con cái. Và với cái thời điểm đây lô đất Thanh quay, nhà cửa sổ sách pháp lý hết mà chỉ có 400 triệu thôi thì Thanh cũng thấy phù hợp nên cả nhà mình tham khảo ha. Còn nếu như mà Thanh quay mà cả nhà mình cảm thấy chưa phù hợp thì có thể là ủng hộ cho em bằng một nốt like, một nốt đăng ký hoặc bấm trực tiếp vào trong kênh của em là Đỗ Thanh Nhà Đất Bình Phước để tham khảo thêm những video Thanh quay. Hiện tại Thanh đang quay ở đây là phía sau của mảnh đất nhà vườn, tí nữa Thanh sẽ quay đường trước, nhà cửa cũng như mặt tiền lộ nhựa cho cả nhà mình cùng xem. Mặt tiền lộ nhựa của mình ở đây là lộ nhựa thông nha quý cô chú anh chị và xe ô tô lớn nhỏ là di chuyển thoải mái hết luôn. Đó đây là bét ống của cô làm nè. Đó từ đây mình nhìn lên trên căn nhà của cô nha quý cô chú anh chị. Và dân cư của mình ở đây là hiện hữu cũng như cáp điện wifi là đầy đủ. Với một lô đất Thanh đang quay ở đây sẽ được chiều ngang mặt tiền lộ nhựa là 9m, chiều sâu hai cạnh là 138 và 144. Đuôi của mình nở hậu ra là 10m. Tổng hết diện tích sẽ được 1.299,2m². Và hướng cái mảnh đất nhà vườn Thanh đang quay ở đây sẽ là hướng chính đông. Đó thì với toàn bộ diện tích Thanh quay ở đây, cô bán với cái giá là 400 triệu ha quý cô chú anh chị. Đó, đây là xung quanh của mình là có, ở bên đây của mình là có hàng rào ở trên đó hết rồi nha cả nhà. Ở đây của mình thì ranh giới ở đây, xuống dưới đuôi cũng chạm hết của nhà hàng xóm luôn. Bây giờ thì Thanh sẽ đi ngược lên phía trên để cho cả nhà mình cùng tham khảo hết được toàn bộ cái diện tích của mảnh đất nhà vườn hôm nay Thanh quay. Mọi thông tin khi Thanh quay, cả nhà liên hệ với hai số điện thoại của Thanh ghi ở dưới màn hình là 032 9393 717 hoặc 0362 176 779 để Thanh gửi toàn bộ thông tin sổ sách cho cả nhà cùng tham khảo với em. Đây là cây chôm chôm Thái này cả nhà và bét tưới ở đây của cô đó là cô có làm cái đồ ủ là rất tươi, có nghĩa là nó hút ẩm và giữ độ ẩm tốt. Mình tưới nước tới là sẽ giữ độ ẩm cho mình cả ngày được luôn nha. Đó, đây là cái vườn trái cây đây của mình là không sợ thiếu nước. Vì nước của mình ở đây là giếng khoan, cô khoan tới 70 tới 80 lận. Cái độ nước là không bao giờ hết nha quý cô chú anh chị. Bây giờ thì Thanh sẽ di chuyển ngay lên cái phía đằng trước nhà, Thanh quay nhà, đường và di chuyển vào trong nhà để cho cả nhà cùng tham khảo với em nha. Dạ thì hiện tại là em đã di chuyển ngay tới vị trí đằng trước của căn nhà, nhà vườn trái cây hôm nay cái Thanh quay cho cả nhà mình cùng theo dõi với Thanh nè. Dạ thì đây cái hướng nhà Thanh quay hôm nay sẽ là hướng chính đông nha quý cô chú anh chị. Thì khi mà mình quan sát ở đây mình sẽ thấy được là ranh giới của cô. Cô đã làm lưới rào kẽm B40, hai bên là rõ ràng, đảm bảo đất của mình ở đây là không tranh chấp, không quy hoạch, không kê biên. Và xung quanh là cô trồng hết cây ăn trái cũng như là những cây mà để mình ăn uống hàng ngày, ví dụ như khổ qua, bầu, bí nha quý cô chú anh chị mình. Đó, ở bên hông đây của mình là cô có giếng khoan luôn, cũng như là những cái dàn ống nước tự động lúc nãy Thanh quay cho cả nhà mình cùng xem. Bây giờ thì cả nhà mình sẽ đi ra đằng trước để tham khảo cùng với em nha. Đằng trước của mình đây thì cô sẽ có đổ đá bi để cho là mình sinh hoạt đi lại sạch sẽ.
Xung quanh thì cô có làm một cái lưới để cho mướp bầu leo lên này. Hai bên đằng trước cửa của cô là cô có trồng dừa nha cả nhà. Dừa thì chắc chắn ở đây là sẽ những giống dừa siêu sớm hoặc là sim lùn để mà có trái nhanh. Cửa của mình là cửa sắt B40 đầy đủ hết. Đây là toàn bộ để khi mình nhìn vào trong căn nhà của cô. Thanh quay lúc này là khoảng 11, 12 giờ trưa nên ánh mặt trời sẽ chiếu vào nó sẽ hơi tối nha cả nhà. Và đây đi vào thì cô có làm một cái đường đi, đây là tại vì là cô ở một mình thôi thì cô sẽ làm cái đường đi sinh hoạt như thế này. Còn đối diện với mình đây là mặt tiền lộ nhựa khu dân cư, đường thông. Và đường của mình là dẫn trực tiếp xuống thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Xoài, Bến Cát, đầy đủ hết quý cô chú anh chị mình. Từ đây của mình để di chuyển ra được đường DT759B sẽ dao động vào là khoảng là từ 4 tới 5 km nha cả nhà. Đó thì đường của mình ở đây là đường thông, đi lối lại đầy đủ hết. Bây giờ thì Thanh quay, bây giờ thì mình chịu khó đi vào trong căn nhà để theo dõi cùng với em một tí xíu nữa nha. Đó, đây là toàn bộ diện tích căn nhà của mình. Đây là hai cái bên hông mà lúc nãy Thanh quay để cho là cô đi ra đường sau này. Cô có trừ đường đi ra đường sau hết luôn. Đó là đây là lưới chạy thẳng từ đây ra đường sau. Thì ngay cái clip đầu cả nhà cũng đã quan sát hết được rồi ha. Bước vào thì nhà của cô là cô ở có một mình thôi. Nên cô làm nhà của mình ở đây gọi là nhà tiền chế nha cả nhà. Nhưng mà cô có làm tấm cách nhiệt luôn. Nên là sẽ vào cũng thoải mái và mát mẻ. Bên hông của cô cũng có làm cửa sắt hết. Và nền cô cũng là lán gạch bông. Đặc biệt là khi tới với một mảnh đất nhà vườn Thanh đang quay ở đây thì những ưu điểm của mình là có một mảnh nhà vườn sổ sẵn, pháp lý rõ ràng, cáp điện thì cô đã kéo vào tới nơi, cũng như là đã có giếng khoan và một vườn cây ăn trái. Đường trước nhà của cô là cô có lắp hai cái năng lượng mặt trời này cả nhà. Đó mình sẽ thấy được ha. Đêm tối là sẽ sáng cực sáng cái phía trước đây của mình luôn. Đó, còn với một căn nhà như Thanh đang quay ở đây thì như có cặp vợ chồng hoặc là mình đang muốn đến ở thì Thanh cũng cảm thấy phù hợp. Thì cả nhà mình trong thời gian xem và tham khảo có thể là mình liên hệ được. Cô có làm nhà tắm, nhà vệ sinh là riêng biệt hết trong đây luôn. Cũng như là chân bồn nước này cả nhà. Đó, và đây là bếp núc sinh hoạt của mình. Đây ha. Còn đây là cái đoạn mà lúc nãy Thanh di chuyển cho cả nhà mình cùng theo dõi với em đó. Ở đây là bên hông. Dạ thì nãy giờ là Thanh cũng đã quay và di chuyển hết toàn bộ một mảnh đất kèm nhà vườn trái cây nằm tại ấp 10 Mẫu, xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước cho quý cô chú, anh chị của mình tham khảo. Đây là cô chủ ha. Khi cả nhà mình lên mình sẽ được gặp chính cô và sổ của mình ở đây là cô đang cầm ở nhà, không có cầm ở ngoài ha. Mình lên được gặp cô này, xem sổ và kiểm tra qua thông tin. Mình sẽ mua bán với cô cái giá cô gửi tụi em quay bán là 400 triệu bao sổ gặp trực tiếp cô nha cả nhà mình. Dạ nãy giờ thì Thanh cũng đã quay toàn bộ hết diện tích cái mảnh đất nhà vườn rồi. Đến đây.